Siêu bão số 3 sắp đổ bộ, là trường đại học thông báo khẩn. Học viện Nông nghiệp Việt Nam thông báo do ảnh hưởng của siêu bão Yagi, bão số 3, Ban giám đốc học viện quy định giảng viên, sinh viên nghỉ dạy và học trong 2 ngày thứ Bảy, Chủ nhật, mùng 7 đến mùng 8 tháng 9 năm 2024. Thông báo này áp dụng cho tất cả giảng viên, sinh viên, tân sinh viên. Trường Đại học Ngoại thương thông báo nghỉ buổi học sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa vào thứ Bảy, ngày mùng 7 tháng 9 của sinh viên khóa 63. Lịch thi một số môn cũng được điều chỉnh để đảm bảo an toàn cho giảng viên, sinh viên. Học viện Phụ nữ Việt Nam quyết định ngày 7 tháng 9 toàn bộ sinh viên, học viên nghỉ học, thời gian học bù sẽ thông báo sau. Trường Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội thông báo kéo dài thời gian nhập học do ảnh hưởng của siêu bão Yagi. Theo đó, học sinh tại các vùng bị ảnh hưởng chưa tới nhập học ngày 6 tháng 9 có thể nhập học vào thứ hai tuần sau ngày 9 tháng 9.